Quán niệm cho vong linh, không có cho vong linh được có thể là sớm ngày mà đầu thai chuyển kiếp. Nó mua gì? Nó mua gì vậy? Mua gì là bậc nó mua? Qua cánh cửa này. Trời, cẩn thận. Chém nè. Nguyên một cái cây luôn cả nhà. Đây nè. Cây này xíu nữa trúng em con một cái, có thể là bị thương cả nhà. Mua chi đạo Phật, ông bà chứ. Cẩn thận thôi. Mua chi đạo Phật. Hai cái cây luôn. À, con xin chào quý ông bà cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh của con là Phạm Vũ Phong. Thì con xin chào cô chú anh chị đã đến trên Gió Đồng TV cả nhà. Dạ. Thì cả nhà ơi, hôm nay hai anh em tụi con thì có đi quay chung với nhau. Dạ. Anh em tụi con có đến một cái địa điểm là cái ngôi nhà thầy bùa ở cái nhà. Thì trước đây anh em tụi con cũng có đến vài nhiều lần rồi. Nhưng mà những cái hương linh ở đây thì sau nhiều lần thay đổi, không biết là có vong nào xuất hiện nữa hay không. Thì thì cái nhà, thì đợt trước thì con có đi với em con là Quy với cái nhà. Thì bữa nay con đi với Phát. Thì đợt trước con với Quy đi lên đây á, thì cũng có cúng kiến và cũng có thấy một cái vong linh. Thì cái vong linh này hình như là một cô gái mới lại nữa cả nhà. Dạ. Thì lúc mà anh em con cúng kiến á, thì anh em con gờ ra thì cô mới xuất hiện và cũng có những cái tác động đến anh em con, mà giống như là chỉ tác động nhẹ vào anh với Quy thôi, còn ngoài ra thì chưa có gặp cái cô gái đó trực diện luôn cả nhà. Thì con cũng có nhiều lần đến đây rồi, những cái hương linh này á họ luôn thay đổi cái nhà. Giống như kiểu ở đây là một cái ngôi nhà hoang mà không có vong linh nào ở, thì bắt đầu là những hương linh khác họ đi ngang qua cái chỗ căn nhà này, họ thấy là không có vong linh nào xuất hiện và không có ai ở, nên là họ vào để mà trú ngụ trong đó. Yeah. Thì bữa nay em con Quy thì có làm công chuyện tiếp cậu con, nên hôm nay anh em con mới quyết định là con với Phát đi lên đây để có thể là coi thử còn cái vong nào khác hiện diện ở trong khu nhà của vị thầy bùa này. Thì con nghe những người dân người ta nói cả nhà, thì người ta đi gãy á, người ta thấy khá là nhiều bóng luôn, chứ không phải mà riêng một bóng trắng của cô gái đó. Và người ta nói á, là dạo này có những cái tiếng cười của trẻ em ở trong cái khu nhà nó phát ra nữa cả nhà. Dạ đúng rồi. Nên anh em con mới quyết định đến đây và có thể là coi thử có những cái vong linh trẻ em đến đây không nữa. Dạ. Thì cả nhà cũng biết á, là những cái hương linh con nít nghe khá là tội. Thì anh em tụi con đến để mà tìm hiểu xem là những hương linh trẻ em có ở đó hay không. Và thứ nhất á, là để thăm thì để coi thử cái vong linh của cô gái có xuất hiện hay không cả nhà. Chứ nhiều khi anh em con cũng tại cũng gần Tết cả nhà, anh em con cũng muốn cúng kiến cho những vong linh đó một ít đồ và một ít bánh để họ có thể hưởng được cái Tết giống như anh em con. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cả nhà ơi, chắc anh em con sẽ đi vào trong và cúng kiến và coi thử còn những vong linh nào đã đến nhà vị thầy bùa này cả nhà. Dạ. Thì đi với anh em con cả nhà. Đi thôi cả nhà ơi. Anh em tụi con sẽ lên chỗ cái miếu này để thắp hương cho nhà. Dạ. Thì giờ này anh em con đến đây á là gần 5 giờ chiều cả nhà. Trời cũng khá là bắt đầu là xế chiều rồi cả nhà. Anh em tụi con sẽ thắp hương ở ngoài đây, xong rồi đi vào phía bên trong căn nhà. Thì cả nhà, cái căn nhà đó cũng mé cái chỗ này. Thì hồi đó con cũng thắc mắc như cậu con cả nhà, tại sao cái khu nhà đó mà ở ngoài đây có cái bàn thờ của phì dung một vị Phật, giống như là để trấn áp cái gì đó trong đó. Đúng rồi. Cả nhà cũng thấy đây nè, dường như là lâu lắm rồi không có ai đến để dọn dẹp, không ai đến cúng kiến hết cả nhà. Cây cối
quá trời luôn. Thì cả nhà ơi, nhiều khi giác cấu người ta lên đây người ta nghe tiếng con nít giỡn người ta cũng ngán nữa cả nhà. Thì anh em con thì đi quen rồi thì không sao, nhưng mà những cái người đó người ta đi người ta nghe được thì người ta cũng khá là sợ. Nghe không? Ở trong căn nhà. Cả nhà. Hình như ở trong căn nhà có một cái tiếng giống như cái tiếng dò đi vậy. Dạ. Yeah. Mẹ mà phạch phịch vậy. Để anh em con hấp nhang đây xong anh em con sẽ đi qua anh đó. Thế nên tụi con sẽ thắp hương cái này cả nhà. Đó. Không, cái tiếng này là cái tiếng đập cửa bác ơi. Đúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay anh em tụi con có đến trên mảnh đất này để quay phim. Thì con hy vọng là vị Phật ở đây cũng như là thổ địa ở đây, thổ công sẽ phù hộ độ trì cho anh em tụi con đi tới nơi về tới chốn. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nhà thấy là giữ ở đây là lâu lắm rồi, không có ai để mà quét dọn hay là cúng kiến gì hết. Thì bây giờ anh em tụi con sẽ tiến vào phía bên trong căn nhà. Con mời cả nhà đi cùng anh em tụi con. Dạ. Cả nhà ơi, bây giờ anh em tụi con sẽ đi vào bên trong ha. Dạ. Cũng khá là một thời gian dài rồi anh em tụi con không có đi đến chỗ cái nhà thầy bùa này. Không biết là có sự vật gì nó có đổi thay gì hết. Dạ. Không? Cũng cả gần nửa tháng rồi đấy. Lâu lắm rồi. Nhưng mà cả nhà nhìn cũng thấy lạ cả nhà. Cái khu nhà của vị thầy bùa này khá là vắng vẻ. Và ở ngoài thì cả nhà thấy đó, cũng có nắng chiếu vô nhưng mà vào trong nha, thì cưng đi đi, tối hù. Không một có một chút ánh sáng nào. Giống kiểu là khi mà đi vào với, trong cái căn nhà này á, là với bên ngoài là hai thế giới. Đúng rồi. Bên ngoài thì bầu trời nó rất là trong sáng. Khi mà đi vào á, âm u, lạnh lẽo vô cùng luôn cả nhà. Thì cả nhà nghĩ đi, khi mà những vong linh á, giấc sáng họ không có chỗ trú ngụ á, thì họ sẽ kiếm một cái chỗ nào mà khá là tối để họ có thể là đi vào mà ngự. Thì con nghĩ cái khu nhà này là một cái chỗ mà lý tưởng để cho những vong linh mà đến đây để trú ngụ. Cửa đóng rồi. Cửa đóng, hồi nãy anh nghe rõ ràng cái cửa này nó kéo ra kéo vô nè. Cả nhà nghe đi. Cái cửa kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông bà ơi, hôm nay anh em tụi con đến thì có thành ý muốn cúng cho ông bà và đốt vài nén hương. Nam mô A Di Đà Phật. Được quá rồi. Thì anh em con sẽ đốt ba cái nén hương dưới đây trước đi. Đốt ba nén hương để anh em tụi con xin phép được bước vào bên trong. Rõ ràng đấy nè. Hình như ý của họ là không cho mình vào cái gì. Để em đốt xin phép thử. Nam mô A Di Đà Phật. Thì những hương linh, những ông bà khuất mại khuất mặt hiện tại đang có mặt trong ngôi nhà ở đây, thì anh em tụi con hôm nay đã lỡ chân bước đến, xin phép ông bà cho anh em tụi con được tiến vào phía bên trong căn nhà để cúng bái và cầu thẳng các ông bà Nam mô A Di Đà Phật. Căn nhà nghe không cả nhà? Cái cửa hình như có một cái thế lực nó đang tác động đến. Cái nhà thấy nha. Dạ. Con đi giặt lại cho cái nhà xem. Lên thử đi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông bà ơi, anh em tụi con xin được mạo muội bước vào bên trong sau cánh cửa này. Nam mô A Di Đà Phật.
cứ gác à. Không được luôn cả nhà. Không được, không được. Nam mô A Di Đà Phật, anh em tụi con xin lỗi. Để em cầm máy cho. Nam mô A Di Đà Phật. Sao nhẹ tay vậy? Lúc nãy anh em tụi con biển nó không có, nó mở ra luôn cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông bà ơi, cho anh em tụi con xin phép được bước chân qua cánh cửa này. Trời ơi, cẩn thận. Chém nè. Như một cái cây luôn cả nhà. Đây nè. Cây này xíu nữa trúng em con một cái, có thể là bị thương cả nhà. Coi chừng. Nam mô A Di Đà Phật. Ông bà ơi. Cẩn thận thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Hai cái cây luôn. Ông bà ơi, anh em tụi con không có cố ý đến để làm phiền ông bà. Anh em tụi con hy vọng ông bà sẽ chấp thuận cho cái việc mà anh em tụi con đã đi tới ngôi nhà ở đây. Tiếng gầm gừ. Nam mô chứ Phật. Nam mô gì đâu. Okay, okay. Những cái ly đó nhà ơi. Những cái ly. Những cái chung mà cúng trên bàn thờ đó nha. Nam mô chứ Phật. Thì vong linh ơi, thì anh em con đến đây trước tiên á là xin phép ngài để vào trong và cúng kiến, chứ không muốn quấy phá gì. Thì con cầu xin á, có thể là vong linh cho anh em con có thể bước vào trong đó và có thể là quay và cúng kiến trên bàn thiên. Nam mô Di Đà Phật. Tiếng gầm rừ rất là dữ luôn. Nhưng một cái vong này là một người đàn ông. Một người đàn ông. Nam mô A Di Đà Phật. Cho anh em tụi con xin phép được bước qua. Xíu nữa nguyên cái cây này nó bay trúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nguy hiểm quá. Cho anh em tụi con xin phép được bước qua. Xíu nữa nguyên cái cây này nó bay trúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nguy hiểm quá. Nam mô A Di Đà Phật. Có cái gì đây đâu ta? Sao cây cối nó bay tùm lum chân anh ơi? Có cái gì đâu. Không có cái gì hết. Mà cả nhà nhìn nè, vừa bước vào thôi tối đen như mực. Cả nhà thấy không, vô đây á là tại cái máy anh em con chỉnh sáng, chứ thật ra ở ngoài là anh em con nhìn nhau mà còn mờ nữa cả nhà. Đúng rồi cả nhà, rất là tối luôn. Giờ anh em tụi con xin phép được thắp hương cho những bàn thờ ở đây. Không biết cái vong linh này đến đây có một mục đích gì không nữa. Ý, nghe không? Em nghe tiếng bước chân. Hình như xung quanh đây cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay anh em tụi con có đến chỗ ngôi nhà này. Không biết hiện tại ở trên những bàn thờ này có phải là thánh thần hay là những hương linh, những ông bà khuất mặt hay không. Nhưng mà anh em tụi con có tấm lòng thành đến đây muốn được cúng kiến cho những ông bà, những vị thần Phật đang có mặt trên mảnh đất này cũng như là trong căn nhà này. Con hy vọng ông bà sẽ hiểu được tấm lòng này của con. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng bước chân dồn dập quá, giống kiểu là có người đang đi xung quanh ngôi nhà này, giống như là đang nhìn gặp anh em con cả nhà. Đúng rồi. Nhưng mà anh em con đến đây cúng kiến cũng không có quấy phá gì, nên anh em con cũng không có sợ gì mấy. Mà tại anh em con sợ chọc giận những vong linh ở đây
mà những bông linh đây không có chịu ra để hưởng được cúng của anh em con. Thì cả nhà cũng thấy giống như kiểu là khi mà anh em tụi con bước tới căn nhà này thì những vong linh họ đã không chấp nhận được cái sự tồn tại của anh em tụi con ở đây. Phát, anh mới thấy cái bóng đèn lướt trong phát. Bóng đèn. Đúng rồi, một cái bóng đèn. Cẩn thận nha. Cái cây tự bay lên em. Cái cây tự bay lên, giỏi vàng. Cái cây. Đúng rồi, cái cây. Cái cây. Nguyên một cái bóng đen. Anh thấy cái bóng đen đây nè. Và bay lên, cầm cái cây bay qua luôn. Giỏi vàng một cái bóng. Đó, tiếng gầm gừ. Đi vào trong thử coi. Đi vào trong, anh em tụi con sẽ đi vào trong cái nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn thận. Không có gì đâu anh. Thấy chưa? Sau cái miếng vách này là dường như đó có nhiều vong ở đó lắm. Anh em tụi con nãy cảm nhận như là có 3-4 cái bàn tay kéo anh em tụi con liên tục luôn, liên tục. Nhìn nè, con đặt máy đi. Nó mua gì đâu bạn, nguy hiểm quá cả nhà ơi. Tiếng hò của một tiếng người, hò của chắc người đàn ông lớn tuổi. Tiếng gầm gừ nữa. Sao anh em mình đi làm không? Đốt hai cái đèn cây đi. Sẽ bắt đèn cái này. Tiếng động phát ra liên hồi. Khá là nguy hiểm cả nhà. Cộng dây. Cái nhà không biết có thấy cái cộng dây đó cả nhà. Ngay chỗ bàn thờ quan công đó cả nhà. Rồi, rút vô trong. Anh em tụi con sẽ đi vô cái chỗ cái vách tường này cả nhà. Mua gì đâu ạ? Được những vong linh ở đây có sống tốt và có tu tốt
để anh em con có thể là giúp đỡ cho những vong linh đó đi vào ngôi miếu ngôi chùa có thể là tốt hơn chỗ này, không có lạnh lẽo và khỏi trốn những ánh nắng, ánh mặt trời. Thì anh em tụi con hy vọng hương linh và những vong linh đang có mặt trên căn nhà này, ở trên mảnh đất này, nghe thấy được những lời thỉnh cầu của anh em tụi con. Miễn khá nhiều luôn. Rất là dữ, những con ở đây rất là dữ. Đói cả nhà, đói lắm. Tao đói lắm rồi. Thì vong linh ơi, con biết vong linh đói, nhưng mà anh em con đến đây á, nãy giờ cũng xin phép vong linh đàng hoàng. Thì vong linh tử tế với anh em con, thì anh em con có thể là cúng kiến cho vong linh. Tại vong linh nãy giờ cứ làm hại anh em con và lôi anh em con. Anh em con cũng chưa có kịp để giúp đỡ hay là cúng kiến cho vong linh. Thì con cầu xin vong linh đừng có làm gì để anh em con nữa, để anh em con có thể là giúp đỡ và cúng kiến cho vong linh. Con hy vọng hương linh ấy. Nam mô Di Đà Phật. Sao không anh? Tại quá. Nam mô Di Đà Phật. Hương linh ơi, anh em chúng con á hy vọng á là hương linh có thể nghe thấy được những cái lời thỉnh cầu của con. Mấy cái đèn cầy này không có tác dụng nữa nha. Dạ. Không có cái máy. Anh có cái máy cũng cần. Tiếng hình như cái máy của Cường nó tái lét rồi phải coi thử để coi. Okay. Thì hương linh ơi, nếu mà hương linh á có muốn ăn đói á, thì anh em tụi con hy vọng á, khi mà anh em tụi con bày đồ cúng ra thì hương linh á đừng có quấy phá anh em tụi con. Thì tụi con sẽ cho hương linh ăn bớt đói. Rồi nếu mà hương linh muốn cái điều gì nữa thì anh em tụi con sẽ cố gắng hết sức. Cái tay, cái bàn tay, cái bàn tay ngay cái chỗ cái dách đó kìa nha. Chạy tay anh nữa này. Có sao không? Chạy tay hả? Chạy tay. Đi vô anh em tụi con sẽ đi vô hai cả nhà. Thì hương linh ơi, con biết hương linh chết là một cái khổ đau, và không biết cái chết của vong linh nó xảy ra có đau đớn không, nhưng mà anh em con á nguyện là đến đây cúng kiến cho vong linh, và vong linh có thể là ra ngự chỗ này để cho anh em con gặp mặt và cho anh em con biết được tên tụng. Thì vong linh đây, nếu mà vong linh muốn anh em cùng cúng kiến thì vong linh phá con ra. Không, anh em con đến đây á chỉ muốn cúng kiến cho vong linh thôi, chứ con không muốn bị phá gì. Vong linh đây dữ quá. Nam mô Di Đà Phật. Cái nhà hình như cái vong linh này mắc có hoài vậy. Giờ anh em tụi con xin phép được bày đồ cúng ra. Nếu mà hương linh nó thành tâm đói khát thì hy vọng hương linh sẽ cho anh em tụi con cúng để cho. Vong linh nói gì? Vậy thì hương linh hửi nhang đèn. Chứ vong linh muốn ăn uống cái gì? Ổng đòi ăn thịt anh em con cả nhà. Đúng rồi cả nhà. Thì vong linh đây, nếu mà vong linh ăn thịt anh em con á, vong linh mà no được suốt đời và vong linh không có tội thì anh em con có thể là cho thịt vong linh ăn. Nhưng mà cái này á là tội lỗi và thêm những cái quán niệm cho vong linh, không có cho vong linh được có thể là sớm ngày mà đầu thai chuyển kiếp. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật.